Một ngày leo tháp của cá quân. Hello, hello mọi người, mình là cá quân đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video leo tháp 8 phút nha mọi người ơi. Bình thường thì mình làm cái video có 1 phút thôi à, ngắn quá. Cho nên là hôm nay quyết định là show cái trình 6k điểm leo tháp của mình. Đây, thì hiện tại mình đang ở cái bảng xếp hạng top 19 nha, top 19 Việt Nam với 6.240 điểm đó. Đấy, và hôm nay mình sẽ trổ tài cái trình 6k2 này nha. Thực ra thì 6k2 nó cũng chỉ là cái con số thôi. Ừ, mình like nhiều cho nên là điểm nó lên nhanh lắm. Tại vì mỗi lần like mà mình phải lấy tầm mấy chục cái top rồi. Ảo thật đấy. Đó, cho nên là điểm nó lên rất là nhanh luôn. Ok, và bây giờ không dài dòng lòng vòng nữa thì chúng ta sẽ đi leo tháp luôn nha. Rồi, bây giờ sẽ đi vào chỗ sư tháp này. Ok, với cái map đầu thì khá là dễ đúng không mọi người? Map đầu tiên này thì không có cái gì để bàn rồi, map thứ hai cũng vậy luôn. Tổng quan là cái map này nó chỉ khó nhất là cái đoạn map số 4 thôi, còn lại là dễ hết à. Map số 4 là map dễ nhất. À nhầm, map số 4 là map khó nhất trong đây. Đó, còn lại là toàn mấy map mọi người mới tập chơi mọi người cũng chơi được nha. Map số 4 thì nó có mấy cái đường giống kiểu cầu khỉ ấy, cho nên là mọi người leo nó rất là sợ bị rớt luôn. Đấy là cho những bạn là mới chơi thôi, chứ còn mấy bạn mà chơi lâu rồi thì nó lại thành map dễ luôn rồi. Ok. Rồi, thế thì chắc chắn là cá quân sẽ lấy top 1 ở cái map này rồi. Liệu có... À, thế thì không được 50 giây rồi. 52 giây mọi người ạ. Cái map này 52 giây. Ok, và tiếp tục chuyển sang map mới nha. Vừa mới chuyển sang map mới thì nó đã đổi map luôn rồi. Và mình đi chậm hơn mấy bạn kia, mà không sao. Mấy bạn kia chắc là đi cũng bình thường thôi, cho nên là mình sẽ cố gắng mình đuổi kịp nha. Thì cái map đầu tiên này mọi người muốn đi nhanh hơn người ta thì mọi người phải đi vào sát vào map nha. Đó, đi sát vào map như mình này. Đó, càng sát càng tốt, nhưng mà mới đầu thì mọi người gần sát cũng được, về sau quen rồi thì đi sát hẳn nha. Chứ mới đầu mà mọi người đi sát hẳn thì dễ bị ao xuống vực lắm. Rồi, xem nào, có một bạn đang vượt trước mình. Ấy trời ơi, chưa không biết là có đuổi kịp được không đây. Hy vọng là sẽ đuổi kịp được cái bạn nữ kia. Bạn kia là bạn nữ nha. Đấy. Rồi, 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 đây, bạn ấy đây rồi, bạn ấy đi nhanh hơn mình một bước rồi. Ôi rồi, rồi, rớt luôn rồi mọi người ơi. Thế thì cái cơ hội top 1 lại lọt vào tay của cá quân rồi. Ôi, xin nhé, bạn kia bạn ấy không lấy, bạn cái bạn muốn mình lấy top 1 thay cho hay sao ấy mọi người ơi. Thế ông im mẹ á mồm đi. Rồi, thế thì chắc chắn là mình top 1 rồi. Không còn ai vào đây khác nữa. Ủa, vừa bị dập màn hình cái đấy. Không biết là mọi người có nhìn thấy không. Rồi, top 1 ở trong tay cá quân nha. Vậy là được hai cái top 1 rồi. Và tiếp tục là chuyển sang map mới nha mọi người. Cái map này thì chắc chắn là không còn top 1 rồi. Nhưng mà mình nhìn thấy map nó cũng khá là hay, cho nên là mình muốn ở lại mình chơi luôn. Đấy, vừa mới vào cái nó đã còn gần 4 phút. Đó, đã có top 3 rồi kìa. Mấy cái map này, thì mọi người leo nhiều thì mọi người sẽ nhảy nhanh được như mình thôi. Đó, nhảy kiểu là không động tác thừa luôn ấy. Nãy giờ vẫn chưa có động tác thừa từ map 1 cho đến map số 3 luôn. Rồi đến map số 4 này. Cái map số 4 này mới hơi khoai một chút đây này. Đấy, map này mà muốn nhảy nhanh thì cũng dễ rớt ở cái đoạn cuối này. Đây, 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 đấy. Đó, nhưng mà lần này thì mình không bị rớt rồi. Và cái map cuối này thì khá là easy rồi, vừa nãy mình cũng vừa mới chơi xong rồi, cho nên là không có gì khó khăn cả. Đấy, lần này thì không giật màn hình. Cái map cuối này mà bị ăn phát giật màn hình thì mới gọi là ối dồi ôi luôn mọi người ạ. Map đấy giật màn hình cái là không có gì để nói luôn. Ok, và tiếp tục là chuyển sang map tiếp theo nha. Thì map này cũng chắc là có top 1 rồi mọi người ơi.
vì bây giờ mình vừa mới vào mà nó đã còn 4 phút hơn tí rồi. Nghi là có top 1 rồi lắm. Map này cũng khá là khó đấy, nhưng mà vẫn chưa thấy bạn nào đạt top 1. Hoặc là có thể là có bạn đạt top 1 rồi nhưng mà bạn ấy thoát. Nhưng mà mình cứ tự lên cho nó chắc đi. Rồi, ok. Hôm nay mặc cái bộ thỏ. Tôi là cừu mà. Cho nên là leo khá là gắt cho mọi người ơi. Bộ thỏ này thì mới chờ hiến máu cho game nha. SOS tôi là cừu, cứu tôi đi mọi người. Đây, còn cái map cam này thì mình sẽ không dừng nha. Không dừng một tí nào, không có động tác thừa một tí nào luôn, đó. Mình ấn di chuyển từ đầu đến cuối nha, không có dừng nha mọi người ơi. Bạn nào mà để ý thì sẽ thấy à. Chỉ có ấn nút lùi thôi chứ không phải là dừng nha. Ui, quay lại là top 1 nha mọi người ơi. Trời ơi, tôi tưởng là có top 1 rồi. Map này còn có 2 phút thôi mọi người. Thế thì nãy giờ ăn cái top 1 ngoài, không biết cái này có ăn được top 1 nữa không. Ui, trượt mất rồi. Ôi, giờ lại trượt thế được nhờ. Ủa, alo. Cái map này bị làm sao ấy mọi người. À rồi, lên được rồi. Trời ơi, kiểu là cái con cừu này nó hơi bỡ ngỡ cái map 1 nha mọi người. Ừ, nãy giờ mình chưa gặp cái map đấy cho nên là hơi bỡ ngỡ một chút. Và mấy cái map tiếp theo này, map 2 với lại map 3 này thì khá là dễ rồi. Kiểu là như cho luôn đấy. Quan trọng là cái map số 4 và map số 5 mới là map kỹ năng nha mọi người. Đó. Rồi, kỹ năng nè. Map này để đi nhanh được thì tập cũng khá mất thời gian nha mọi người ơi. Rồi, map cuối nè. Map cuối thì trích cũng rất là dễ rớt luôn. Cái trích cuối này rất là dễ rớt nha. Cho nên mọi người phải tập luyện nhiều vào. Đó, rồi qua rồi. Ok, mình được cái hạng 6. Và bây giờ chúng ta cùng đến với map cuối cùng. Thì map này lại chuyển sang map mới mọi người ạ. Đấy, mình cố gắng mình đợi hết thời gian để mình chuyển sang map mới để cố lấy cái top 1 để kết thúc video cho nó êm đẹp ấy. À, mọi người cùng xem mình lấy cái top 1 như thế nào nha. Map đầu này thì mình đi khá là quen rồi. Đó, cho nên là đi rất là nhanh luôn. Hầu như là không có động tác thừa luôn ấy. Lúc nào cũng nhảy luôn ấy. Rồi, tiếp theo là map cam. Map cam này trích thì khá là dễ rồi. Có lẽ là mấy bạn đang xem này, mấy bạn là tín đồ của leo tháp thì cái trích của map số 2 chắc chắn là rất là dễ đúng không? Ai cũng làm được. À, map này cũng vậy thôi. Map này thì trích cũng rất là dễ thôi. Đây, quan trọng là đến cái đoạn cầu thang đây này. Đấy, cầu thang mọi người đi nhanh được như mình này mới gọi là khó này. Đó. Đấy, cầu thang đấy thì mình rớt cũng khá là nhiều lần đấy. Nhưng mà làm lâu rồi cũng phải làm nhanh được thôi. Leo lâu rồi cũng phải nhanh thôi. Chứ làm sao mà chậm mãi được đúng không? Ai mà biết được. Rồi, thế thì top 1 thì chắc chắn là trong tay của mình rồi. Ok. Vậy thì video của mình cũng xin phép dừng tại đây nha. Mọi người nhớ là cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Để ủng hộ mình. Comment xuống bên dưới. Mọi người muốn mình làm về chủ đề gì thì cứ comment xuống bên dưới để mình tiếp thu nha. Và ok, bye bye mọi người.